Chào mọi người đến kênh của mình nha. Hôm nay thì mình quay cho bạn cái mô hình nuôi lợn rừng của ông bạn của mình nha. Hiện tại thì trong ô chuồng thì có lợn mẹ 2, 4, 5 con và đàn lợn lứa tầm 15 đến 25 kg mọi người nha. Rất là đẹp mọi người. Quay cho bạn xem. Nhưng mà lợn này thì ở Nghệ An mọi người nhé. Ai cần giống thì liên hệ với mình nha. Mình sẽ để số điện thoại dưới bình luận đấy. Ngoài phần mô tả thì ai cần giống thì liên hệ với mình nhé. Lần này thì lần dòng Việt lái Thái mọi người nhé. Đấy, bố mẹ, con bố thì bán rồi, còn đàn mẹ thôi. Không biết là đã mang bầu chưa thì không biết. Ông chủ thì đi công việc rồi, mình vào mình quay. Đấy, lần này rất là đẹp này. Lần này thì về nuôi giống thì rất ok. Đấy, xung quanh thì nướng vườn này hoa quả rất là nhiều. Chuối này, vú sữa này, để hết. Đấy. Mô hình nó đơn giản vậy thôi. Đấy, một khu nuôi lợn thịt và một khu nuôi lợn nái. Đấy. Nó nhát người nên mình không quay được gần mọi người nhé. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn xem video của mình nhé.